Cũng trong phiên làm việc sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật lưu trữ sửa đổi, đa số các đại biểu tán thành sự cần thiết của sửa đổi toàn diện luật lưu trữ năm 2011. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần xem xét kỹ một số quy định về phạm vi điều chỉnh, thẩm quyền lưu trữ và tài liệu lưu trữ điện tử. Báo cáo thẩm tra dự án luật lưu trữ sửa đổi, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, ra soát, chỉnh lý quy định của dự thảo luật để giới hạn phạm vi điều chỉnh, đối với tài liệu lưu trữ tư theo hướng chỉ điều chỉnh đối với tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt, đồng thời nghiên cứu bổ sung quy định về thẩm quyền trình tự thủ tục để đưa tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt vào phong lưu trữ quốc gia Việt Nam. Cơ quan soạn thảo cũng cần giả soát các quy định của dự thảo luật với luật di sản văn hóa và các nội dung dự kiến sửa đổi luật này liên quan đến quản lý tài liệu lưu trữ được công nhận là di sản tư liệu. Tài liệu lưu trữ tư có giá trị đặc biệt được công nhận là bảo vật quốc gia để có quy định phù hợp tránh trồng chéo thiếu thống nhất giữa hai luật bên cạnh đó cơ quan thẩm tra cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ sự khác biệt về quy trình tạo lập tài liệu lưu trữ điện tử và tài liệu lưu trữ số để áp dụng thống nhất